Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu dây len cho bé quai chéo như thế này. Dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc hai đầu, mình dùng đầu số 4, kéo cắt len và đế xốp để dán đế dày. Ở đây mình đã cắt sẵn. Đầu tiên các bạn móc cho mình hai mũi móc xích ở chân móc thứ tư, tính từ cái mũi dời này của cái mặt đế. 1 2 3 4. Đâm kim qua chân móc. Kéo lên qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đó một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép và cái chân mũi này. Tiếp đến 15 chân móc còn lại các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Sau khi móc được 17 mũi nửa kép, ở chân móc cuối cùng các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo lên và cắt len. Chúng ta đã tạo ra được một phần gót dày như thế này. Tiếp tục các bạn bắt đầu móc cho mình dây quai. Tính từ cái chân móc cuối cùng này các bạn đếm cho mình 10 mũi. 1 9 10. Các bạn móc cho mình vào chân móc thứ 10. Một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc này một mũi móc đơn. 6 chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau khi móc được 7 mũi móc đơn như thế này, các bạn móc lên một mũi móc xích, quay ngược dây móc lại và móc vào 7 chân móc này, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại, móc cho mình 7 mũi đơn ở 7 chân móc. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc tiếp 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc. Các bạn cứ làm như thế cho đến khi chiều dài của cái phần quai vừa đủ để ôm chân của bé như thế này. Ở đây mình đã móc lên 22 hàng móc đơn. Sau đó các bạn móc lên một mũi móc xích và móc vào các chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào chân móc đầu tiên của phần gót dày. Tiếp tục móc vào mũi dời của chân móc kế bên. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình 7 chân móc
Mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, quay ngược dây móc lại, móc tiếp 7 chân móc 7 mũi móc đơn. Tiếp tục dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên. Để kết thúc hàng, tiếp tục dùng một mũi dời móc vào chân móc bên cạnh. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào 7 chân móc, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Các bạn cứ làm như thế lần lượt cho mình đến hết phần gót chân này. Sau khi móc xong phần gót chân, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, tiếp tục móc 7 chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược dây móc, móc tiếp cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến khi được 23 hàng móc đơn. Sau khi móc xong 23 hàng móc đơn như thế này, các bạn tiến hành cắt len, chừa một khoảng len tầm 10 phân cho mình để chúng ta may cái phần quai này vào phía bên còn lại. Ở bên này các bạn để chừa ra 9 mũi thì phía bên còn lại cũng chừa ra 9 mũi. Chúng ta bắt đầu may cái phần quai bên này từ mũi thứ 10. Sau khi may xong cái phần quai này vào cái mặt đế thì các bạn tiến hành dán đế cho mình. Dùng keo nến để dán cái mặt đế này vào trong cái đế xốp. Sau khi dán cái đế xốp vào cái mặt đế len thì chúng ta sẽ được một cái chiếc giày cứng cáp như thế này. Chúc các bạn thành công!